cơn bão số 10 năm 2017 đã gây nhiều thiệt hại cho đơn vị FPT Telecom. Các tuyến cáp trục bị hư hỏng, đội ngũ kỹ thuật khá vất vả khi xử lý tuyến cáp trục trong điều kiện thời tiết mưa to hoặc nắng gắt. Anh em kỹ thuật phải đội mưa đội nắng để hàn nối thông những tuyến quan trọng. Với vai trò là người trực tiếp tham gia vào công việc này, tác giả Nguyễn Đắc Cường FPT Telecom đã nghiên cứu và học hỏi để làm ra sản phẩm lều gấp tự động. Anh Cường sử dụng lều có bán sẵn ngoài thị trường với giá 1.699.000 đồng, về chế tạo thêm các phụ kiện hỗ trợ có chi phí khá thấp, bao gồm gia cố chân đế, lắp thêm bóng đèn, cửa sổ trời cho tiện ích hơn. Sáng tạo ứng dụng lúc thời tiết mưa nắng cần xử lý sự cố có thể mang theo sản phẩm. Thiết kế nhỏ gọn, thao tác lắp ráp dễ dàng, qua đó bảo vệ được sức khỏe người sử dụng, vừa bảo vệ được các máy móc đồng thời có tính thẩm mỹ cao. Hiện INF đã đặt hàng ưu tiên cho các tỉnh miền Bắc có tuyến trục đi qua sử dụng lều. Hiện nay, chi nhánh Nghệ An đang sử dụng sản phẩm này.